Tôi đang ở sa mạc vòng 11 giờ trưa. Bây giờ tôi sẽ đi tìm nước ở trong một cái cây. Wow. 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 Wow, cách sống giọt trong không? Cách sống giọt nó ra vào. Sinh tồn. Lên nét. Chuyên gia sinh tồn, chuyên gia sinh tồn. Chuyên gia sinh tồn cho ông đấy nha. Đấy, rất là nét. Đấy. Đấy là kỹ sư của bọn tôi với là những ai sinh tồn ở trong ngôi trường hoang. Ngôi trường thực hành sư phạm hoang. Nhưng mà tôi là sát tích quán đấy. Tôi là không ngon được 1-2 ngày sau ở sa mạc nó nhất thành phố Vinh. Mặt trời đấy. Here.